Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin giá hơi ngày 28 tháng 6 năm 2020. Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh dịch bệnh tái phát và nguồn cung nhập khẩu heo hơi đang yếu ớt, bài toán tái đàn vẫn chưa có lời giải. Thì theo các chủ trang trại, giá heo hơi hôm nay trong ngày 28 tháng 6 vẫn đang duy trì mức giá cao do dịch tả lợn châu Phi tái phát và giá con giống hiện nay rất là cao, đặc biệt là đối với thị trường miền Bắc. Hiện nay nhiều địa phương ở vùng đồng bằng sông Hồng báo giá con giống từ 3 cho đến 3,6 triệu đồng trên một con, nên nhiều nông hộ chưa dám tái đàn. Và mặt khác, nguồn cung heo sống từ Thái Lan chưa nhiều, cung chưa đủ cầu. Cho dù mới đây lô heo sống thứ hai với 500 con vừa đến khu cách ly ở Đồng Nai. Và theo ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, tác động của dịch tả lợn châu Phi đã đẩy Việt Nam vào tình trạng thiếu thịt heo và cả heo giống để tái đàn. Nhập khẩu được cho là một giải pháp, nhưng các nguồn cung cấp chính lại bị tắc do dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh. Trong 5 tháng đầu năm 2020, Việt Nam đã phải nhập khẩu hơn 7.000 con heo giống, tăng 300% so với cùng kỳ năm 2019. Và tái đàn là giải pháp cơ bản và bền vững để ổn định giá hơi, chứ không phải là nhập khẩu heo ồ ạt từ các nước khác về. Và hiện nay, một trong những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội đề cập đến đó là vấn đề ổn định giá thịt heo đang ở mức cao và nguồn cung thịt heo hiện nay đang khan hiếm dần. Và trao đổi với báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, phải đến quý 3 năm 2020 thì nguồn cung thịt heo và heo giống về cơ bản mới có thể ổn định được. Và theo ông Trọng, ngay từ khi cơ bản kiểm soát được dịch tả lợn châu Phi vào cuối năm 2019 thì đầu năm 2020 các địa phương mới tăng cường tái đàn. Tuy nhiên, giá con giống hiện nay rất cao vì các công ty có heo giống nhưng họ chủ yếu phục vụ cho mình, rất ít bán ra bên ngoài. Chính vì vậy mà trong quý 1 và quý 2 năm 2020 đã xảy ra tình trạng thiếu con giống, thiếu nguồn cung thịt heo và giá con giống đã đẩy lên trên 3 triệu đồng trên một con nhưng vẫn rất khó mua. Có những địa phương thiếu con giống đến 50% để tái đàn. Hiện giờ muốn nuôi 20 con heo thì phải tốn đến 60 triệu đồng, muốn nuôi 100 con heo thì cần vốn đến 300 triệu đồng, chưa kể tiền thức ăn. Như vậy là ở nông thôn để có được 300 triệu đồng rất là khó khăn. Và hiện nay thị trường biến động mạnh, giá con giống tăng cao, dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến rất phức tạp, khiến người chăn nuôi không biết tiếp tục nên tái đàn hay là chuyển đổi sang một ngành khác. Vì vậy vừa rồi, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ông Nguyễn Xuân Cường cũng đã khuyến khích các doanh nghiệp nhập khẩu heo bố mẹ để sớm có nguồn cung cấp cho chăn nuôi. Rất nhiều công ty đã nhập heo giống bố mẹ để phối giống ngay lập tức. Tuy nhiên, Bộ trưởng đã yêu cầu chỉ nhập trong thời gian ngắn, sau đó thịt heo hạ nhiệt thì sẽ trở lại kiểm soát như cũ, vì nếu không sẽ không bảo vệ được người chăn nuôi ở trong nước. Giá heo trong ngày hôm nay vẫn đang duy trì mức giá cao, đặc biệt là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc. Nhiều tỉnh đã đạt 93.000 đồng trên 1 kg, đặc biệt là Hà Nam hiện nay đang dao động mức giá phổ biến 90 cho đến 93.000 đồng đối với dòng heo siêu loại 1. Một số địa phương như Thái Bình dao động mức giá 90 cho đến 91.000 đồng trên kg. Ninh Bình, Nam Định đang phổ biến mức giá 90 cho đến 91.000 đồng trên kg. Tuy nhiên, đối với dòng heo siêu loại 1 ở tỉnh Nam Định, theo ghi nhận ở huyện Ý Yên đang có mức giá rất là cao, 92.000 đồng trên kg, cao hơn các địa phương khác ở vùng này. Vĩnh Phúc dao động mức giá 92 cho đến 93.000 đồng trên kg đối với dòng heo siêu loại 1. Còn dòng heo áp siêu ở vùng này chỉ dao động 87 cho đến 88.000 đồng trên kg. Bắc Ninh phổ biến mức giá 89 cho đến 90.000 đồng trên kg. Hưng Yên trong ngày hôm nay cũng dao động mức giá 91 đến 93.000 đồng trên kg. Hà Nội dao động mức giá 90 cho đến 93.000 đồng. Trong khi đó, Hải Dương, Hải Phòng dao động phổ biến mức giá 88 cho đến 89.000 đồng trên kg. Và cũng trong ngày hôm nay, đối với các tỉnh ở khu Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và Hòa Bình đang phổ biến mức giá dao động 85 cho đến 88.000 đồng trên kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở tỉnh Hòa Bình dao động mức giá 85 cho đến 86.000 đồng, trong khi đó ở Sơn La có mức giá cao hơn dao động 87 cho đến 88.000 đồng trên 1 kg. Và theo ghi nhận ở huyện Mai Sơn của tỉnh Sơn La trong chiều ngày 27 tháng 6, nhiều hộ chăn nuôi vẫn báo giá dao động 88.000 đồng trên kg đối với dòng heo đẹp. Còn đối với dòng heo áp ở khung này có mức giá thấp hơn dao động 85.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương khác ở thị trường miền Bắc như Thái Nguyên dao động 90.000 đồng trên kg, Phú Thọ trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 88 cho đến 90.000 đồng. Bắc Cạn dao động mức giá 87.000 đồng trên kg. Tuyên Quang dao động mức giá 89 cho đến 91.000 đồng trên kg. Tuy nhiên, đối với dòng heo áp siêu ở khu vực này chỉ dao động 85.000 đồng trên kg. Quảng Ninh dao động mức giá 88 cho đến 90.000 đồng. Lạng Sơn dao động mức giá 90.000 đồng trên kg. Và theo ghi nhận trong ngày hôm nay, tỉnh Lào Cai phổ biến mức giá 90 cho đến 91.000 đồng đối với dòng heo siêu loại 1. Còn dòng heo áp siêu ở khu vực này chỉ dao động mức giá 86.000 đồng trên kg.
Yên Bái giao động mức giá 89 cho đến 90.000 đồng đối với dòng heo siêu, còn dòng heo áp siêu ở khu vực này cũng chỉ giao động mức giá 85.000 đồng trên kg. Cao Bằng, Hà Giang trong ngày hôm nay vẫn đang giữ mức giá ổn định 88 cho đến 89.000 đồng trên kg. Bắc Giang giao động mức giá 90 cho đến 92.000 đồng, còn dòng heo áp siêu ở khu vực này ở tỉnh Bắc Giang giao động mức giá 85 cho đến 86.000 đồng trên 1 kg. Đối với thị trường miền Trung trong ngày hôm nay, giá hơi đang ở mức thấp, đặc biệt là các tỉnh như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Định hay là Ninh Thuận và Bình Thuận. Trong khi đó, một số địa phương khác có mức giá cao hơn. Cụ thể như Thanh Hóa hiện nay đang giao động mức giá phổ biến 88 cho đến 89.000 đồng đối với dòng heo siêu loại 1. Còn dòng heo áp siêu ở khu vực này đang giao động phổ biến mức giá 83 cho đến 84.000 đồng trên kg. Nghệ An, dòng heo siêu cũng báo giá giao động 89.000 đồng trên kg. Dòng heo áp siêu ở khu vực này giao động mức giá 83 cho đến 84.000 đồng. Hà Tĩnh phổ biến mức giá 85 cho đến 86.000 đồng trên kg. Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay có mức giá khá là thấp, nhiều địa phương đã xuống dưới 80.000 đồng trên kg. Cụ thể như Quảng Bình và Quảng Trị đang giao động mức giá 79 đến 80.000 đồng. Trong khi đó, Thừa Thiên Huế có mức giá thấp hơn một giá so với hai địa bàn này, giao động mức giá 78 cho đến 79.000 đồng trên kg. Các địa phương như Quảng Nam trong tuần vừa qua đang giữ mức giá cao, tuy nhiên trong ngày hôm nay, nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Quế Sơn, Núi Thành cũng chỉ giao động mức giá 80 cho đến 82.000 đồng trên kg. Như vậy là đối với địa bàn này đang có xuống giảm trong mấy ngày qua. Quảng Ngãi giao động mức giá 79 đến 80.000 đồng, trong khi đó Bình Định có mức giá rất thấp, đối với dòng heo đẹp ở khu này chỉ báo giá giao động 79.000 đồng trên kg. Thậm chí dòng heo mỡ ở khu này còn có mức giá thấp hơn. Trong khi đó, Phú Yên và Khánh Hòa lại có mức giá cao hơn ở khu này, giao động mức giá 83 cho đến 85.000 đồng trên kg. Hai địa bàn Ninh Thuận và Bình Thuận giao động mức giá 79 đến 80.000 đồng trên kg. Trong khi đó, đối với các tỉnh ở khu Tây Nguyên như Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk và Đắk Nông đang duy trì mức giá giao động 83.000 đồng trên kg đối với dòng heo đẹp. Còn đối với dòng heo áp siêu ở 4 địa bàn này phổ biến mức giá 78 cho đến 79.000 đồng trên kg. Và theo ghi nhận ở một số huyện như là huyện Đức Cơ của tỉnh Gia Lai, dòng heo đẹp vẫn đang phổ biến 82 cho đến 83.000 đồng trên kg. Hay ở huyện Ea Súp của tỉnh Đắk Lắk cũng đang phổ biến mức giá 83.000 đồng đối với dòng heo đẹp. Còn dòng heo áp siêu khúc này phổ biến mức giá 78.000 đồng trên kg. Lâm Đồng có mức giá cao hơn so với các tỉnh ở khu Tây Nguyên, do được mức giá 84 cho đến 85.000 đồng đối với dòng heo đẹp. Còn dòng heo áp siêu ở tỉnh Lâm Đồng, nhiều hộ chăn nuôi chỉ báo giá giao động 80 cho đến 81.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam, đặc biệt là các tỉnh ở khu Đông Nam Bộ trong ngày hôm nay không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai vẫn là địa bàn có mức giá cao, giao động mức giá 84 cho đến 85.000 đồng trên kg. Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến mức giá 83.000 đồng trên kg, đặc biệt là theo ghi nhận ở một số huyện ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh như huyện Củ Chi của thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, Bình Phước giao động mức giá 82 cho đến 83.000 đồng. Đặc biệt ở huyện Lộc Ninh, nhiều hộ chăn nuôi báo giá giao động 83.000 đồng trên kg. Bà Rịa Vũng Tàu giao động mức giá 82 cho đến 83.000 đồng. Bình Dương phổ biến mức giá 83.000 đồng trên kg. Hay ở tỉnh Tây Ninh cũng đang giao động mức giá phổ biến như vậy, giao động 83.000 đồng trên 1 kg. Và theo ghi nhận huyện Gò Dầu của tỉnh Tây Ninh, nhiều hộ chăn nuôi báo giá trong chiều 27 tháng 6 vừa qua lên đến 83.000 đồng trên kg. Còn đối với thị trường miền Tây trong ngày hôm nay, giá hơi đang phổ biến mức giá 85 cho đến 87.000 đồng trên kg. Tuy nhiên, một số tỉnh cũng đang có xuống giảm ở khung này, thậm chí có tỉnh chỉ báo giá 83.000 đồng trên kg. Cụ thể như Sóc Trăng hiện nay phổ biến mức giá 85.000 đồng trên kg, Trà Vinh giao động 84 cho đến 85.000 đồng trên kg và cũng đang có xuống giảm ở địa bàn này. Cà Mau giao động mức giá phổ biến 85.000 đồng, giảm 1.000 so với ngày hôm qua. Kiên Giang giao động mức giá 86.000 đồng trên kg. Tiền Giang giao động mức giá 85 cho đến 86.000 đồng. Trong khi đó ở tỉnh An Giang, nhiều chăn nuôi báo giá viện trợ mới và thốt nốt chỉ giao động mức giá 83 cho đến 84.000 đồng trên kg, giảm từ 1 đến 2 giá so với ngày hôm qua đối với tỉnh An Giang này. Bạc Liêu giao động mức giá 85 cho đến 86.000 đồng. Long An giao động mức giá 86 cho đến 87.000 đồng trên kg và đây là địa bàn có mức giá cao ở thị trường miền Tây trong ngày hôm nay. Vĩnh Long phổ biến mức giá 85.000 đồng trên kg, trong khi đó dòng heo áp siêu báo giá ở huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long chỉ giao động mức giá 81.000 đồng trên kg. Đồng Tháp trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 85 cho đến 86.000 đồng, Hậu Giang giao động mức giá 84 cho đến 85.000 đồng trên kg và theo ghi nhận ở tỉnh Bến Tre trong ngày hôm nay cũng chỉ giao động mức giá 85.000 đồng trên kg, giảm 1.000 so với ngày hôm qua.
và tỉnh Cần Thơ trong ngày hôm nay dao động phổ biến mức giá 85.000 đồng trên kg. Giá heo hôm nay trong ngày 28 tháng 6 vẫn đang duy trì mức giá cao do dịch tả lợn châu Phi tái phát và giá con giống hiện nay rất là cao, đặc biệt là đối với thị trường miền Bắc. Hiện nay nhiều địa phương ở vùng đồng bằng sông Hồng báo giá con giống từ 3 cho đến 3,6 triệu đồng trên một con nên nhiều nông hộ chưa dám tái đàn. Và mặt khác, nguồn cung heo sống từ Thái Lan chưa nhiều, cung chưa đủ cầu. Cho dù mới đây lô heo sống thứ hai với 500 con vừa đến khu cách ly ở Đồng Nai. Đó là thông tin về giá hơi trong ngày hôm nay, ngày 28 tháng 6 năm 2020. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.